Quang Hải đá 10 trận, Phố FC tạo nên cột mốc chưa từng có kể từ đầu mùa giải Ligue 1. Quang Hải được vào sân ở trong hiệp 2 trong trận đấu giữa Phố FC thắng Nîmes 1-0 ở vòng 13 của Ligue 1. Hiện tại đoàn quân của huấn luyện viên Didier Tholo đang vươn lên nhóm giữa bảng xếp hạng sau khởi đầu mùa giải rất chạch choạc. Rạng sáng ngày 23 tháng 10, Phố FC tiếp đón Nîmes trên sân nhà Nuskam trong trận đấu tại vòng 13 của Ligue 1. Trong khi đó, huấn luyện viên Didier Tholo giữ nguyên bộ khung ra sân giống như trận thắng Annecy tuần trước. Đây là trận đấu mà Phố FC tiếp tục thể hiện được sự khó chịu, lợi thế sân nhà cùng với phong độ đang lên cao gần đây giúp cho Phố FC nhập cuộc tốt hơn trước đội khách đang đứng ở top cuối của bảng xếp hạng. Họ thi đấu chắc chắn trước Nîmes trước khi tung ra những đòn phản công sắc lẹm. Trong những phút đầu tiên của trận đấu, tiền đạo Pape Inouba đã có một vài cơ hội ngon ăn nhưng không tận dụng thành công. Phải đến phút thứ 26, cổ động viên của đội chủ sân Nuskam mới được ăn mừng bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Cụ thể, từ đường truyền bên phía cánh phải của Edwin Kofi, Bernard ngoặt bóng vào trung lộ trước khi tung ra cú cớ lòng hiểm hóc giúp cho Phố FC vươn lên dẫn trước. Khi các học trò của huấn luyện viên Tholo đang chơi tốt hơn thì họ tiếp tục có được lợi thế về mặt quân số. Phút thứ 36, hậu vệ Nasser Dija của Nîmes cố tình dùng tay chơi bóng và anh lập tức phải nhận thẻ đỏ. Thế nhưng, đội chủ sân Nuskam đã không tận dụng tốt những gì mình có được trong hiệp 1. Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, Phố FC không thể ghi thêm bàn thắng. Bên cạnh đó, cũng trong những phút cuối của hiệp 1, dù không tạo ra quá nhiều cơ hội nguy hiểm, nhưng đội khách Nîmes vẫn biết cách đáp trả đối phương dù chỉ có 10 người trên sân. Đáng tiếc, khi có được cơ hội từ những tình huống đá phạt trực tiếp hay các pha bóng cố định, các tiền đạo của Nîmes lại xử lý bóng vụng về và bỏ lỡ cơ hội quân bình tỷ số trận đấu. Việc thi đấu hơn người giúp cho Phố FC thi đấu dễ dàng hơn. Trong hiệp 2, họ làm chủ hoàn toàn trận đấu và không cho Nîmes bất kỳ cơ hội nào để bật lại. Không những vậy, tới phút thứ 74, Phố FC còn có cơ hội lớn để vươn lên dẫn trước 2-0 khi được hưởng quả phạt đền. Đáng tiếc, trên chấm 11m, Edwin Kofi lại thực hiện không thành công. Đến phút thứ 86, Quang Hải được tung vào sân thay cho Eddie Civici. Anh có 6 phút thi đấu, kể cả thời gian bù giờ. Do đó, khoảng thời gian 6 phút là quá ít để tiền vệ người Việt Nam có thể làm nên điều kỳ diệu. Dù vậy, Quang Hải không phải quá buồn khi anh và các đồng đội đã giành được chiến thắng. Chiến thắng trước Nîmes cũng đánh dấu lần đầu tiên kể từ đầu mùa, Phố FC có được 2 trận thắng liên tiếp. Trước đó, đội bóng miền Nam nước Pháp đã có được chiến thắng ngoạn mục trước Annecy với tỷ số 2-0. Ở trận đấu trước đó, Quang Hải cũng được tung vào sân khi trận đấu gần đi đến hồi kết. Do đó, tân binh người Việt Nam chưa có nhiều cơ hội để thể hiện khả năng của mình. Tại Ligue 1, với cá nhân Quang Hải đã có 10 trận đấu ra sân cho Phố FC ở mùa này. Cựu tiền vệ của câu lạc bộ Hà Nội vừa mới ghi được một bàn thắng duy nhất vào lưới của Rhodes, mang về một điểm cực kỳ quan trọng cho đoàn quân của ông Didier Tholo. Do đó, Quang Hải được kỳ vọng được ra sân chính ở những trận đấu tiếp theo. Nhưng thực tế, ở hai trận đấu mới nhất, chiến lược gia người Pháp đều tung tân binh người Việt Nam vào sân từ ghế dự bị ở những phút thi đấu cuối cùng. Với chiến thắng này, Phố FC có được 17 điểm, tạm thời leo lên vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng của Ligue 1. Ở vòng đấu kế tiếp, Phố FC sẽ quay trở lại khó khăn khi tiếp đón đối thủ Amiens trên sân nhà Nuskam. Hiện tại, đội bóng này đang tạm chiếm vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng và chắc chắn sẽ là bài toán khó cần giải đối với Quang Hải và các đồng đội. Phố FC tiếp tục đột phá phía trên bảng xếp hạng của Ligue 1 sau khi đánh bại Nîmes 1-0. Đó là trận đấu mà Steve Bernard đóng vai là người hùng, Edwin Kofi bỏ lỡ khó tin trên chấm phạt đền, còn Quang Hải chỉ góp mặt 4 phút cuối cùng. 12, 8 và 4, đó là số phút thi đấu của Quang Hải ở 3 trận đấu đã qua. Kể từ khi trở lại từ FIFA Days, diễn nhận thấy đó đang có xu hướng giảm dần. Nếu tính rộng ra, tổng thời gian Quang Hải xuất hiện trên sân trong 7 trận gần nhất chỉ là 83 phút, không bằng một trận đấu về khoác áo đội tuyển Việt Nam. 90 phút ở trận đấu thắng Ấn Độ 3-0. Trong trận đấu gặp Nîmes rạng sáng Chủ nhật ngày 23 tháng 10, các khán giả Việt Nam đã phải chờ đến phút thứ 86 để thấy Quang Hải chạy trên thảm cỏ Nuskam. Với khoảng thời gian ít ỏi ấy, tất nhiên anh không thể đóng góp được gì. Thời điểm đó, Phố FC muốn bảo vệ tỷ số 1-0 và cố gắng phá bóng càng xa càng tốt. Vậy nên, Quang Hải chỉ có một lần duy nhất chạm bóng, không đủ để SofaScore chấm điểm. Quả thực Quang Hải đang ở tình cảnh không mấy khả quan. Sơ đồ chiến thuật cũng như đội ngũ ưng ý của ông Didier Tholo đã được định hình, nó không còn chỗ cho cầu thủ người Việt Nam nữa. Hơn nữa, chiến lược gia 58 tuổi càng không có lý do gì để thay đổi hệ thống khi nó đang tỏ ra hiệu quả. Trong trận đấu với Nîmes, Phố FC ghi được bàn thắng sớm ở phút thứ 26 do công của tiền vệ Steve Bernard. Cầu thủ có chiều cao không hơn nhiều Quang Hải, chỉ 1m70, nhận bóng từ cánh phải, cắt vào trong và tung ra cú cứa lòng xuất sắc vào góc xa. Có bàn thắng dẫn trước, Phố FC thoải mái chơi theo cách của họ và tạo ra không ít cơ hội an bàn. Một trong số đó là tình huống được hưởng phạt đền ở phút thứ 72 khi Eddie Civici, một cầu thủ nhỏ con khác của Phố FC, cao chỉ 1m73, bị xô ngã trong khu cấm địa. Thế nhưng trên chấm 11m, Edwin Kofi lại dứt điểm hỏng ăn. Cầu thủ khoác áo số 7 sút trúng cột dọc trái khiến bóng bay sang, chạm vào cột dọc phải rồi lại ra ngoài.
Edwin Cofi cũng như các đồng đội đều sững sờ, không thể tin nổi tình huống điên rồ ấy. Mặc dù vậy, kết quả 1-0 là đủ để Po FC có được thêm 3 điểm, nâng tổng số điểm của họ có được lên con số 17, thứ hạng ngay lập tức được cải thiện. Đội quân của ông Didier Tholo leo lên vị trí thứ 11 và chỉ kém 2 điểm so với đội đang xếp thứ 8. Đây cũng là chiến thắng thứ 4 ở mùa này của Po FC, đồng thời tạo nên chuỗi trận khá tốt, kiếm được 15 điểm và chỉ thua 1 trận trong 8 trận gần nhất. Trên sân nhà Nuskam, họ cũng đang bất bại với 4 trận trở lại gần đây. Ngoài ra là những dấu hiệu tích cực ở cả khía cạnh tấn công và phòng ngự. Po FC có trận sạch lưới thứ 4 trong 6 trận đã qua. Trận gặp Nimes, họ cầm bóng 57% và chỉ để đối phương tung ra 7 cú sút. Trong khi đó, các học trò của ông Didier Tholo có tới 11 pha dứt điểm. 6 trận đã qua, họ thực hiện được tới 71 cú sút, trung bình 11,8 lần mỗi trận. 7 trận trước đó, họ chỉ sút 53 lần, trung bình 7,5 lần một trận. Tất cả là lời giải thích tại sao số phút thi đấu của Quang Hải ngày càng một ít đi. Anh sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa trên sân tập để gây được ấn tượng, đồng thời chắc chiêu cơ hội có được. Tin tốt cho Quang Hải là giữa tuần tới, Po FC sẽ có trận đấu ở Cúp Quốc gia Pháp gặp đội hạng 5 Montes. Nhiều khả năng, ông Didier Tholo sẽ cho đội hình chính nghỉ ngơi trước các cầu thủ dự bị như Quang Hải thể hiện mình. Hải nên sẵn sàng để tận dụng trận đấu đó, biến nó thành bàn đạp để cải thiện tình trạng hiện tại. Ở trận đấu trong khuôn khổ vòng 12 của Ligue 2, Po FC có được chuỗi 2 trận thắng liên tiếp từ đầu mùa giải năm nay sau chiến thắng tối thiểu trước Nîmes trên sân nhà. Đang có phong độ cao, Po FC hứng ngược khí thế tiếp đón đối thủ đang xếp áp chót của Ligue 2, Nîmes trên sân nhà. Đoàn quân của ông Didier Tholo được kỳ vọng sẽ giành được chiến thắng trước Nîmes khi đội bóng này không được đánh giá quá cao. Không nằm ngoài dự đoán, Quang Hải tiếp tục phải ngồi trên băng ghế dự bị trong trận đấu với Nîmes ở vòng 13 của Ligue 2. Ở trận đấu này, Po FC ra sân với sơ đồ 5-3-2 như thường lệ với cặp tấn công là Pape Iduba và Monsbosu Amina. Đây là trận đấu mà Po FC tiếp tục thể hiện được sự khó chịu. Đội chủ sân Nuskam thi đấu chắc chắn trước Nîmes trước khi tung ra những pha phản công chất lượng. Khởi đầu trận đấu, sau một vài phút đầu tiên không có được thế trận tốt, Po FC dần kiểm soát thế trận và liên tục triển khai bóng lên phía khung thành của đối phương. Cầu thủ Iduba bên phía Po FC liên tục có những tình huống bóng nguy hiểm. Tuy vậy, anh luôn để sai ở những pha dứt điểm cuối cùng. Trong thế trận ấy, Po FC đã tìm được bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút thứ 27 sau khoảnh khắc xuất thần của Steve Bernard. Cầu thủ này có pha đi bóng chếch bên phía cánh phải vào trung lộ trước khi tung ra cú sút trái phá từ cự ly khoảng 25m. Bóng đi rất căng, găm thẳng vào góc cao khung thành của Nîmes, không cho thủ thành Asiel Maravo cơ hội cản phá. Tới phút thứ 35, Po FC còn được hưởng lợi thế khi Nasser Dija của Nîmes nhận thẻ đỏ trực tiếp khi cố tình dùng tay ngăn chặn đường phản công nhanh. Do đó, việc có được bàn thắng dẫn trước cộng với lợi thế chơi hơn người giúp cho Po FC thi đấu dễ dàng hơn. Đội bóng miền Nam nước Pháp chơi khởi sắc và tạo ra thêm nhiều cơ hội trong hiệp 2. Trong những phút tiếp theo, đoàn quân của ông Didier Tholo làm chủ hoàn toàn trận đấu và không cho Nîmes cơ hội bật lại. Tuy vậy, Iduba cho thấy anh khá vô duyên trong trận đấu này khi tiếp tục để bỏ lỡ các tình huống nguy hiểm. Phút thứ 73, Po FC có cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 sau pha bóng cầu thủ áo vàng bị phạm lỗi trong vòng cấm. Đáng tiếc, trên chấm 11m, Edwin Cofi đã sút hỏng quả phạt đền. Mãi tới phút thứ 86, ông Didier Tholo mới quyết định tung Quang Hải vào sân thay cho Eddie Civici. Tiền vệ người Việt Nam không có được cơ hội chạm bóng khi Po FC chủ động lùi sâu để bảo toàn tỷ số. Trong 4 phút có mặt trên sân, tiền vệ sinh năm 1997 không thể hiện được nhiều. Quang Hải chỉ chạm bóng đúng một lần và tung ra được một đường chuyền nhưng không chính xác. Dù sao, Po FC đã có được chiến thắng với tỷ số 1-0. Lần đầu tiên trong mùa giải này, họ thắng 2 trận đấu liên tiếp. Kết quả này giúp cho Po FC nhảy lên xếp ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 17 điểm sau 13 trận đấu. Ở trận đấu tiếp theo, Po FC sẽ làm khách trên sân của Amiens. Trận đấu giữa hai đội sẽ được diễn ra vào ngày 30 tháng 10 sắp tới.